Xin chào các em, rất vui khi được đồng hành cùng các em lớp 6 trong những giờ học văn vô cùng thú vị ở trang web olm.vn. Các bạn thân mến, như vậy, ở tiết học trước, chúng mình đã cùng nhau ôn tập về các bài ca dao, bài thơ có ở chủ đề vẻ đẹp quê hương. Các bạn đã có cơ hội được nhìn lại những nội dung chính của văn bản, những câu hát dân gian về vẻ đẹp quê hương và văn bản Việt Nam quê hương ta của tác giả Nguyễn Đình Thi. Một lần nữa, chúng mình được ngắm nhìn trong câu từ từng địa danh tươi đẹp của quê hương, niềm tự hào của dân tộc về những miền đất anh hùng, cùng với biết bao thế hệ đã chiến đấu, lao động, xây dựng nên dáng hình của Tổ quốc. Bên cạnh đó, chúng mình cũng đã ôn tập về đặc điểm của thể loại thơ lục bát. Trong video hôm nay, các bạn sẽ cùng nhau đến với những phần còn lại của bài học, đó là ôn tập về viết và ôn tập khái quát. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng đến với nhau trong phần ôn tập về viết. Ở phần này, yêu cầu đặt ra cho chúng mình đó là dựa vào gợi ý sau, em hãy nêu những đặc điểm của một đoạn văn chia sẻ cảm xúc về một bài thơ lục bát. Quan sát vào bản, chúng mình sẽ chú ý ở hai phương diện, đó là hình thức và nội dung. Như vậy, có thể hiểu ở mỗi phương diện các em sẽ phải có những lưu ý gì. Vậy, theo các bạn, với những kiến thức chúng mình đã được tiếp cận ở kỹ năng viết, thì đâu không phải là yêu cầu về hình thức của đoạn văn chia sẻ cảm xúc về một bài thơ lục bát? Các em học sinh thân mến, về hình thức, các bạn cần phải có những lưu ý sau khi thực hiện một đoạn văn ghi lại cảm xúc của mình về một bài thơ lục bát. Đầu tiên, các bạn sẽ cùng quan sát vào gợi ý của sách giáo khoa. Sách giáo khoa đã cho rằng đoạn văn được đánh dấu từ chỗ viết hoa lùi đầu dòng và kết thúc bằng dấu câu dùng để ngắt đoạn xuống dòng. Bên cạnh đó, chúng ta cũng có những lưu ý như đoạn văn phải có sự liên kết về hình thức. Đoạn văn cần chú ý về lỗi diễn đạt, cách viết câu, chấm câu, lỗi chính tả, vân vân. Về nội dung, đoạn văn cần sử dụng ngôi kệ thứ nhất để chia sẻ cảm xúc. Bên cạnh đó, các bạn còn cần chú ý về cấu trúc của đoạn văn. Hãy giúp cô thực hiện bài tập sau đây để củng cố về kiến thức của đoạn văn nhé. Rất chính xác. Cấu trúc của một đoạn văn bao gồm 3 phần: mở đoạn, giới thiệu nhan đề, tác giả, cảm xúc chung về bài thơ. Thân đoạn, trình bày cảm xúc của người đọc về nội dung và nghệ thuật của bài thơ. Và kết đoạn, khẳng định lại cảm xúc của bài thơ hay ý nghĩa của nó đối với bản thân chúng em. Quy trình thực hiện, để có được một đoạn văn ghi lại cảm xúc của em về bài thơ lục bát, chúng mình cần có bao nhiêu bước? Đúng rồi, để hoàn thiện đoạn văn này, chúng ta cần phải có 4 bước. Bước thứ nhất, chuẩn bị viết, xác định yêu cầu của đề bài và thu thập tư liệu là những gì chúng ta cần phải làm ở bước chuẩn bị viết. Bước thứ hai, tìm ý và lập dàn ý, các bạn phải xác định được cảm nhận, cảm xúc chung, bài thơ biểu hiện điều gì, từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ nổi bật trong bài thơ là gì. Bước thứ ba, chúng ta sẽ bắt tay vào việc viết đoạn. Và bước cuối cùng, xem lại, chỉnh sửa, rút kinh nghiệm. Đoạn văn cần phải có những lưu ý như tập trung vào chủ đề, có sự liên kết về mặt nội dung. Bên cạnh đó, để có đoạn văn hay, hấp dẫn và có những cảm xúc chân thành, các bạn nên chia sẻ bằng chính những suy nghĩ của mình đến với người đọc, thêm thắt các yếu tố miêu tả để bài viết thêm sinh động, hấp dẫn hơn. Như vậy, chúng mình đã hoàn thành yêu cầu ở phần ôn tập viết. Dựa trên những hướng dẫn của cô, các bạn có thể thêm vào những chú ý cho chính mình, vì với riêng từng bạn sẽ có những ưu điểm và nhược điểm khác nhau. Việc ghi lại lưu ý của riêng mình sẽ là những lỗi mà mình hay mắc phải để chúng ta ghi nhớ mà không phạm phải sai lầm trong những bài viết sắp tới nhé. Vậy, trong quá trình viết, em đã có những kinh nghiệm gì?
chúng ta có thể chia sẻ ở bài tập thứ hai. Nêu hai kinh nghiệm mà em có được khi viết và trình bày cảm xúc về một bài thơ lục bát đã học. Nghĩa là chúng ta đang xếp ở cả hình thức viết và nói đấy các em ạ. À. Qua những phần trình bày, thể hiện thì các bạn đã có cho riêng mình những kinh nghiệm nào? Kinh nghiệm tức là những điều quan trọng mà mình rút ra trong quá trình làm để những lần viết và trình bày sau được tốt hơn. Ví dụ, kinh nghiệm về việc thu thập tài liệu ở đâu là uy tín nhất. Kinh nghiệm về việc lập dàn ý, sắp xếp trình tự các ý sao cho hệ thống, logic. Kinh nghiệm về việc kiểm tra, đánh giá để nhận xét những ưu điểm và khuyết điểm của bản thân, của bạn bè. Hay kinh nghiệm về việc tự tin trước đám đông khi thể hiện đoạn văn bằng ngôn ngữ nói, vân vân. Chúng ta có thể hoàn toàn nêu ra được những kinh nghiệm của chính mình và nhất thiết các bạn nên nêu một cách cụ thể. Điều này sẽ giúp cho các em ghi nhớ lâu hơn và những bạn khác cũng nắm vững nội dung mà các em muốn trao đổi. Như vậy, chúng ta sẽ tiến bộ hơn trong học tập. Phần cuối cùng ở bài học hôm nay đó là ôn tập khái quát. Vấn đề đặt ra cho chúng mình là: các bạn có thể quan sát lên màn hình và đọc yêu cầu của đề bài. Đây là một bài tập tích hợp với nhiều yêu cầu nhỏ. Nếu bạn nào chỉ đọc qua một lần, chúng mình sẽ rất khó để hoàn thành tốt. Trước hết, cùng cô phân tích đề nhé. Đầu tiên, người ra đề nêu lên những dẫn chứng như: hình ảnh quê hương hiện lên trong tâm trí mỗi người không giống nhau. Đối với nhà thơ Tế Hanh, quê hương là con sông xanh biếc. Đối với nhạc sĩ Hoàng Hiệp, quê hương gắn liền với những kỷ niệm trên dòng sông tuổi thơ. Để dẫn dắt cho các em hiểu được rằng ở mỗi người, khái niệm về quê hương hoàn toàn khác nhau, những gì họ nghĩ về quê hương hay nhớ về quê hương hoàn toàn khác nhau. Và các em cũng thế, trong tâm tưởng của mình, em có thể nghĩ về quê hương khác với những người khác, đó là điều không có gì lạ thường, bởi vì mỗi chúng ta có những tuổi thơ khác nhau và những ký ức khác nhau. Sau đó, đề bài yêu cầu chúng ta 3 vấn đề. Thứ nhất, hình ảnh quê hương trong tâm trí em là gì? Hãy liệt kê nó ra một cách cụ thể. Thứ hai, quê hương có ý nghĩa như thế nào với mỗi chúng ta? Em hãy trình bày suy nghĩ và cảm xúc của mình về quê hương. Và thứ ba, em có thể làm gì để quê hương ngày càng đẹp hơn? Em sẽ trình bày những việc mình sẽ làm cho quê hương của mình. Các bạn có thể thực hiện thành một đoạn văn, một bài văn hoặc đưa ra câu trả lời bằng những gạch đầu dòng cho từng ý. Ví dụ, ở ý thứ nhất, hình ảnh quê hương trong tâm trí em là gì? Em có những ký ức gì? Em thấy gì? Hay mỗi lần nhắc đến quê hương là em nghĩ ngay về điều gì? Tùy thuộc vào môi trường, hoàn cảnh sống của mỗi người mà chúng ta có những câu trả lời khác nhau. Ví dụ, một bạn ở thành phố nghĩ đến quê hương là bạn nghĩ ngay đến nhà cao tầng, đến phố phường tấp nập, đến tiếng còi xe inh ỏi lúc người tan làm về, vân vân. Hay một bạn ở nông thôn thì nhắc đến quê hương, bạn sẽ nghĩ ngay đến cánh đồng lúa ngạ vàng, khói lam chiều, tiếng sáo diều vi vu, vân vân. Ở yêu cầu thứ hai, quê hương có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi chúng ta? Nhà thơ Đỗ Trung Quân đã từng nói, quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người. Quê hương là nơi có cha mẹ, có ông bà, tổ tiên của ta, là quê cha đất tổ, là nguồn cội mà con cháu phải nhớ về với những giá trị tinh thần thiêng liêng. Quê hương là chốn để ta trở về, luôn ôm ấp, vỗ về ta mỗi khi ta buồn khổ, thất vọng hay sa ngã. Quê hương gắn liền với những ký ức bên người thân, bạn bè mà không dễ gì ta tìm lại hay có ở bất cứ đâu. Với những người vì hoàn cảnh phải tha phương cầu thực thì quê hương còn là nơi mà cả đời họ khao khát được về, là nơi mà ai ai cũng luôn nhung nhớ khắc khoải. Với yêu cầu này, ngoài những gợi ý trên đây của cô, tùy vào từng trường hợp, tùy vào từng bạn, chúng mình có thể nói lên những cảm nhận riêng của mình về quê hương.
Và ở yêu cầu cuối cùng, đó là câu hỏi ở mức vận dụng. Quê hương tươi đẹp như vậy, em yêu quê hương nhiều thế, vậy thì em có thể làm gì để quê hương ngày càng đẹp hơn? Với lứa tuổi ở lớp 6, các bạn có thể nói về những việc mình có thể làm ở hiện tại. Ví dụ như tham gia tuyên truyền, lao động, giữ gìn bảo vệ môi trường do xã, phường hay trường tổ chức. Bên cạnh đó, chúng ta có thể tham gia những hoạt động giữ gìn và phát huy những truyền thống tốt đẹp ở quê hương mình, vân vân. Về tương lai xa, chúng mình cũng có thể đề cập đến một vài vấn đề như cố gắng phấn đấu học tập để xây dựng quê hương giàu và đẹp, vân vân. Các em có thể thoải mái nêu lên những quan điểm, những mong muốn của bản thân về những việc sẽ làm cho quê hương. Sau đó, tất nhiên là chúng ta sẽ chia sẻ với bạn bè của mình để gặp được những ý tưởng thú vị. Như vậy, ở video thứ 2, chúng mình đã giải quyết xong những kiến thức cần ôn tập trong bài vẽ đẹp quê hương. Không chỉ được ôn lại những nội dung, kiến thức rất giá trị mà còn có dịp được thể hiện những suy nghĩ của bản thân. Hy vọng rằng các bạn đã có những giờ học bổ ích. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo nhé!